Quý khán giả thân mến, trong những ngày qua, tuổi trẻ xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai đã có mặt ở khắp các xóm ấp, hăng hái thực hiện các công trình thiết thực vì cộng đồng, qua đó đã tạo nên hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện, vì an sinh xã hội, góp phần nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Khởi động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, Ban chấp hành đoàn xã Xuân Thắng đã tổ chức buổi tặng quà cho 50 học sinh thuộc trường tiểu học Xuân Thắng. Món quà tuy nhỏ nhưng là tất cả sự quan tâm, động viên tiếp sức cho các em dẫn bước đến trường trong năm học mới. Hôm nay con đến nhận quà của các cô chú ở xã Đàn để, uh, để tặng quà cho con tập gạo, bánh với sữa. Con rất vui và con sẽ học giỏi và phấn đấu lên để không phụ lòng cô chú. Ban chấp hành Đoàn xã Xuân Thắng còn quan tâm đến trẻ em khuyết tật và trẻ em bị nhiễm chất độc da cam dioxin trên địa bàn. Hàng tháng kết hợp với các hội đoàn thể tổ chức đến thăm và tặng quà cho con em các gia đình là nạn nhân chất độc da cam. Con tôi nó bị uh, chất mộc chất độc màu da cam đó 22 năm rồi rồi cũng được uh, mà uh, chính quyền địa phương với um, hội chất độc mà da cam đồng cũng quan tâm mà thăm hỏi mà mỗi tháng người thường xuyên tới đợt thì cũng có đi tặng quà cho trong lòng tôi vui lắm khi chỉ thị 16 đã thực hiện thì ban chấp hành đoàn xã Sương thắng đã thành lập cái mô hình dân sinh xã hội mang tên là áo xanh tình nguyện là tiến hành là vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn huyện Thái lai là hỗ trợ cho các em học sinh cũng như các em à, bị chất độc màu da cam trên địa bàn xã Xuân Thắng với mục đích à, ban chấp hành đoàn xã Đoàn hướng tới đó là à, tiếp sức cho các em đến trường và à, hỗ trợ cho các gia đình à, giảm bớt khó khăn à, đối với các gia đình có con em bị chất độc màu da cam trên địa bàn. Đến nay ban chấp hành đoàn xã Xuân Thắng đã tổ chức được 32 chuyến trao tặng quà hỗ trợ cho trên 1.800 lượt học sinh và hơn 300 lượt nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam trên địa bàn với tổng số tiền vận động trên 200 triệu đồng. Áo xanh tình nguyện vì an sinh xã hội là một trong bảy mô hình dân vận khéo của ban chấp hành đoàn xã Xuân Thắng đăng ký thực hiện để cùng góp sức dựng xây quê hương mang đến niềm vui chung xã hội.